Dạ, Thúy An xin chào quý cô bác, quý anh chị, các bạn. Chiều nay là ngày 8 tháng 3 năm 2024, ngày quốc tế phụ nữ. Em có nhà mấy dòng điện thoại và máy tính bảng. Bây giờ em sẽ test máy báo giá từ cái điện thoại và máy tính bảng. Cô bác anh chị xem ưng cái nào chốt liên hệ với em nha. Mình bán điện thoại ở thành phố Tân An, tỉnh Long An nha. Ship code, ship toàn quốc, miền Tây, miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Em được ship hết nha, miền Đông cũng ship nha. Ở đâu em cũng ship nha cả nhà. Oppo A53, màn hình 6.5, pin 5.000 luôn, RAM 8, 128GB luôn. A53 full chức năng luôn nha cả nhà. Cây này RAM 7 nha. A53, Oppo A53 RAM 7, 128GB, full chức năng. Chui sạc tay si, thẳng ốp lưng dây sạc cho cô bác anh chị luôn. 2.300.000 cho cô bác anh chị luôn nha. Đẹp trên 90%, 2.300.000. Rồi, tiếp theo. Đây em có về S6S nha. S6S màn hình cong nha. Cây này phiên bản đặc biệt 128GB. S6S. Không trầy xước nhiều nè cả nhà, đẹp keng luôn nè. 128GB nha. Giá 1 triệu. Lo nó rất là lớn nha, em test YouTube cho cô bác anh chị nè. Cây này là 128GB, nó rất là mạnh luôn nha. S6F. Giá 1 triệu nha cả nhà. Em test ít thôi, test nhiều thì dướng bản quyền. Rồi giá 1 triệu nha, S6S 128GB. Rồi tiếp theo, iPhone 6 lút nha. 6 lút 16GB, 1.400.000 cho cô anh chị luôn. Máy sạch không dướng tài khoản. Em tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok cho cô anh chị luôn. Đây 16GB phiên bản LA của Mỹ luôn nha. Màu bạc nha, tặng ốp lưng nha. Tặng ốp lưng dây sạc luôn, 1.400.000 cho cô anh chị luôn. Máy sạch không dướng tài khoản, full chức năng hết nha. Tải sẵn hết rồi nè cả nhà. Còn khách nào mà mình không rành về iPhone cứ mua máy, rồi cái gì không biết liên hệ em tư vấn từ A đến Z nha, hỗ trợ của anh chị luôn. Rồi 1.400.000. Rồi 6X lút mà hồng nhạt nha. 64GB máy sạch không vướng tài khoản luôn. Cây này 16GB nha, phiên bản LA của Mỹ luôn. 6X lút 16GB. Máy đẹp trên 80% nha. Máy sạch không vướng tài khoản luôn. 16GB. 1.600.000 cho cô bác anh chị luôn. 1.550.000 thôi. Cây này em giảm cho cô bác anh chị 50k nha. 1.550.000, 16GB, 6X luôn. 64GB nha. Cây này 64GB cũng máy đẹp trên 80%, máy sạch không vướng tài khoản luôn. Full chức năng luôn nha. Đều mất chân tay nha cả nhà. Em bán máy giờ giá mất chân tay nha. 64GB 1.700.000 nha, tặng ốp lưng nha, dây sạc. Rồi sẵn review 5S luôn, 16GB. Máy sạch không vướng tài khoản luôn, mất chân tay luôn. Không trầy xước nhiều, tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok cho khách luôn nha. 850.000 nha, tặng ốp lưng luôn nha. 5S, iPhone 5S tặng ốp lưng. 850.000 máy sạch không vướng tài khoản. Samsung A04 màn hình 6.5, pin 5.000, chui sạc tay si, RAM 3 32GB, A04 full chức năng nha. 1.650.000 cho cô anh chị luôn. A04 1.650.000, máy màu xanh nha cả nhà. Rồi Samsung A03S màn hình 6.5, pin 5.000, RAM 4 64GB. Cây này dán cường lực rồi nha. 1.800.000 cho cô bác anh chị. Thẳng ốp lưng dây sạc, chui tay si nha. A03S pin 5.000, màn hình 6.5, đẹp trên 80% nha. 1.800.000 cho cô bác anh chị luôn. 1.800.000. Oppo A3S màn hình 6.1 6.2, RAM 3 32GB, 1.300.000 cho cô bác anh chị luôn. Oppo A3S, A5S em nói lộn nha, Oppo A5S
32GB Anamed nha. 1.300.000 cho cô bánh chị luôn Anamed. Đẹp trên 90% nha. Rồi Z7 Lut, Z7 Lut còn gọi là Z7+, RAM 4 32GB giá cũ cho cô anh chị luôn. Giờ này em thích bán cái dòng này nè cả nhà. Dòng này giờ này kiếm không có luôn. Pin con trâu luôn. Xài pin rất là cầm nha. Samsung Z7 Lut còn gọi là Z7+, RAM 4 32GB, màu vàng đồng. 1.350.000 cho cô anh chị luôn nha, đẹp trên 80%. Máy màu vàng đồng 1.350.000. Rồi Z7 Pro nha. Z7 Pro màn hình 5.5, RAM 3, 32GB, pin 3600. Hello. Z7 Pro nha, em có màu xanh biển và màu đen nha. RAM 3, 32GB. Z7 Pro full chức năng luôn, 1.250.000 cho cô anh chị luôn. 1.250.000. Đặc biệt cái dòng Z7 Pro cái lo nó rất là lớn nha cả nhà. Cái lo nó như đài phát thanh nhá. Pin thì cũng xài rất là ok. Nói chung em bán máy cho cô bánh chị là quan trọng nhất là màn hình và pin nha. Cô bánh chị khỏi lo hai vấn đề đó nha. Khách nào đã xài hàng em rồi giới thiệu bạn bè giùm em cảm ơn nha. Chỉ đúng kênh giùm em nha. Cho bạn bè mình số điện thoại của em giùm. Rồi Z7 Pro 1.250.000 cho cô bánh chị luôn. Rồi Samsung A02 màn hình 6.5, pin 5.000, RAM 3, 32GB, 1.550.000 cho cô bánh chị luôn nha. 1.550.000, full chức năng, xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok luôn. Màu đỏ cam nha. Thí em bán điện thoại trên YouTube á là chỉ có một mình thôi nha, không có bán chung với ai, không có chị em bà con với ai nó. Khách nào có ra có mua hàng á thì liên hệ em nha, điện thoại em giùm nha. Còn em bán ở nhà em ở bên phường 5 á, khách nào muốn mua hàng thì cứ qua phường 5 có mấy đường em chỉ nha. Bán điện thoại ở thành phố Tân An, tỉnh Long An, ở phường 5. Rồi cây này 1.550.000, Samsung A02. Rồi Samsung A30 cây phiên bản đặc biệt, RAM 4, 64GB. Thí An bán chuyên Samsung chính hãng, tất cả các dòng chính hãng không bán đồ Trung Quốc nha. Màn riêng nha. Rồi A30 RAM 4, 64GB, 1.600.000 cho các anh chị luôn. Cây màu xanh chưa sạc TTC. Cây này cây hết trước xài còn dán mũ nha. Chiều qua lại xe cổ hơi ồn, cả nhà thông cảm giùm em nha. Chiều tầm 4:30 5 giờ bán sau lưng sân rộng đối diện với trung tâm văn hóa Nhà Tròn nha cả nhà. Khách nào có ra đây mua hàng thì để ý giùm em nha. Còn ban ngày em vẫn bán bình thường trên mạng nha, lúc nào cũng bán hàng á, 24/24, có gì cứ điện thoại em. Cây này giá 1.600.000 nha. A30 1.600.000. Redmi C11 màn hình 6.5, pin 5.000. Giá 1.300.000 cho cô anh chị luôn. Redmi C11 1.350.000, đẹp can nha, màn hình 6.5, pin 5.000. Rồi Samsung Z8 nha, màn hình 6.6.1 Z8, 32GB, Android 8.0 nha, xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok luôn. RAM 3, 32GB Z8, màu đỏ tím than nha. Z8 1.100.000 cho cô bánh chị luôn. Z8. Rồi iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max nha. 13 Pro Max. Giờ em review cái phiên bản đặc biệt trước nha. Phiên bản đặc biệt nè. Pro Max phiên bản đặc biệt vàng đồng và xanh biển nha. Đẹp trên 80% nha. Giá 1.700.000 cho cô bánh chị luôn nha. Phiên bản đặc biệt 13 Pro Max nha. Xanh biển luôn. Phiên bản đặc biệt. Full chức năng nha, xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok được hết nha cả nhà. Full chức năng nha. 1.700.000 cho cô bánh chị luôn.
Rồi 13 rồ mắc nữa nè, cây này 1,6 triệu nha. 13 rồ mắc 1,6 triệu. Xanh biển luôn. 12 rồ mắc 1,4 triệu nha, vàng đồng. 12 rồ mắc 1,4 triệu. Máy đẹp trên 80%, không chạy xước nhiều luôn. Rồi tiếp theo, Bubble màn hình 6.5, pin 5000, 128GB, A31 nha. Bubble A31, máy màu xanh nhạt, 1,900,000 cho cô bánh chị luôn. Khách nào có nhu cầu xem hình các bạn Zalo em gửi hình nha. Rồi Samsung A10 màn hình 6.1, 6.2, xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok nha. A10 full chức năng, máy màu xanh, 1,100,000 cho cô bánh chị luôn. Cái dòng A10 em bán được lắm nha cả nhà, máy mạnh nha. A10 máy màu xanh nha. Rồi tiếp theo Asus 800,000 cho cô bánh chị luôn, RAM 3 32GB, 800,000. Asus S00D nha, Asus có một cây duy nhất, 800,000. Rồi Z3 nha, xài được Zalo, Facebook, YouTube, TikTok nha cả nhà. Full chức năng, không chạy sức nhiều nha. Máy đời cũ nhưng mà nó vẫn đẹp nha, full chức năng hết. Rồi 550,000 cho quý anh chị luôn nha, Z3 550,000. Rồi Z7 nha, Z7 RAM 2 16GB, xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok được luôn nha, máy mạnh. Z7 2016, máy màu vàng đồng, có cây dán cường lực, có cây chưa dán nha. Xài được tất cả các ứng dụng Zalo, Facebook, YouTube, TikTok luôn. 800,000 cho cô anh chị luôn. Z7 800,000. Rồi, tiếp theo. Samsung A30S màn hình 6.4, pin 4000, RAM 4 64GB, chui sạc tây si, tặng ốp lưng dây sạc cho các anh chị luôn. A30S đẹp trên 80%, 90% luôn nha cả nhà, tặng ốp lưng dây sạc nha, 1,800,000 cho các anh chị luôn. A30S. Rồi C6 cộng màn hình 6.0 nha, RAM 3 32GB. RAM 3 32GB, G6 cộng. Full chức năng nha cả nhà, máy đẹp trên 90% luôn nha, đời cũ nhưng đẹp trên 90% luôn. Rồi cây này giá là 1,300,000 cho cô anh chị luôn nha. G6 cộng. Thôi em bán bằng giá G7 rồ luôn cả nhà, 1,250,000 luôn. Đẹp keng. Rồi Samsung A20s màn hình 6.5, pin 4000, RAM 3 32GB, cái màn hình nó bằng máy tính bảng luôn cả nhà, máy màu đỏ nha cả nhà. A20s màn hình 6.5, giá 1,600,000 cho cô bánh chị luôn, 1,600,000 A20s. Mời á. Samsung M20 RAM 3 32GB, chui sạc tây si, màn hình 6.4, 1,450,000 cho quý anh chị luôn. M20 dòng M pin nó trâu lắm nha cả nhà, 2 sim 1 thẻ nhớ nha. Nói chung tất cả các điện thoại iPhone, Samsung, tất cả các điện thoại Samsung, Oppo là đều 2 sim 1 thẻ nhớ nha, 1,450,000. Rồi Samsung A03 màn hình 6.5, pin 5000, RAM 3 32GB, em có RAM 4 nữa nha, RAM 3 32GB, giá 1,550,000 cho các anh chị luôn nha, màu đỏ. A03 em có cây màu xanh, RAM 4 64GB, 1,650,000 luôn nha cả nhà. Rồi Reno 2F camera lồi thục luôn nha, Reno 2F camera lồi thục, màn hình 6.5, pin 5000. Reno 2F camera trước, camera sau, pin 5000 nha. Reno 2F RAM 11, RAM 128GB nha, 2,600,000 cho cô bánh chị luôn. Reno 2F
Rồi tiếp theo Apple F11 màn hình 6.5 pin 5000. Rồi tiếp theo Apple F11 nha, màn hình 6.5. RAM 664GB nha cả nhà. Android 11 chấm RAM 664GB 2 triệu nha. F11 đẹp trên 90% nha. Máy màu xanh, khách có nhu cầu xem hình các bạn Zalo mình gửi hình. Rồi Samsung A31 RAM 6 128GB pin 5000 màn hình 6.5. Màn hình 6.4 nha. A31 màn hình 6.4 pin 5000. Chui sạc tay si tặng ốp lưng dây sạc luôn. RAM 6 128GB A31. Màn hình chỉ có 6.4 thôi nha. 128GB 2.300.000 cho có bánh chị luôn. Apple A9 nha, em có màu đen nha. A9 màu đen, cây này đẹp 99% luôn nè. A9. Full chức năng nha. Apple A9 2020 64GB. A9 2020 64GB RAM 3 32GB. Giá 2.100.000 cho cô bán chịu nha. Em có màu đen và màu trắng xanh nha. Hai cây như nhau luôn nha. Dễ chữ L lớn như em. Em test chân tay cả nhà, dễ chữ L lớn. 2.100.000. Chui sạc tay si, máy đẹp trên 90%. A9 2020 2.100.000 cho cô bán chịu luôn. Rồi Samsung A50 màn hình 6.5. A50 nha, màn hình 6.4, pin thì 4.000, RAM 464GB, 1.850.000 cho các anh chị luôn nha, 1.850.000 A50. Rồi Apple A15, màn hình 6.5, pin 5.000 luôn, A15, 32GB, 1.650.000 cho các anh chị luôn, 1.650.000, RAM 3, 32GB, Apple A15, 1.650.000, đánh game liên quân chi phai được máy mạnh nha. Rồi A50S, màn hình 6.5, ủa màn hình 6.4 lộn hoài. A50S, màn hình 6.4, RAM 464GB, pin 4.000 luôn, A50S, đẹp keng nha. 1.900.000 cho các anh chị luôn, A50S, 1.900.000. Rồi, tiếp theo Samsung A02S, màn hình 6.5, pin 5.000, em có màu xanh và màu đen nha. RAM 3, 32GB, 1.700.000, đánh game liên quân chi phai được máy mạnh, chui sạch tay si đời mới nha. Pin 5.000, pin con trâu luôn, 1.700.000 cho cô bán chị luôn, 1.700.000. Rồi, thì em xin kết thúc video đây, mong quý cô bán chị xem clip của... quên nữa, Redmi 8 nha. Redmi 8 màn hình 6.4, Redmi 8 RAM 464GB, 1.400.000 cho các anh chị luôn nha. Redmi 8 64GB 1.400.000 nha. Redmi 8 1.400.000, RAM 464GB 1.400.000 cho các anh chị. iPad iPad 3 nha, iPad 3 16GB không xài sim. Em tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok nha, giá 1 triệu nha, 10 inch nha. iPad 3 máy sạch không vướng tài khoản, full chức năng nha. Lên mạng hát karaoke 6-7 tiếng đồng hồ mới hết pin nha. Giá 1 triệu, iPad 3 đẹp trên 80%, cây này 90% luôn nha. Không trị sức nhiều. Xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok full chức năng. Xem hình các bạn Zalo em gửi hình nha cả nhà. Em chỉ quay sơ lược máy thôi. Còn muốn xem hình cặn kẽ máy hoặc là chi tiết cứ liên hệ Zalo em. Rồi iPad mini 1 nha. Mình màn hình này 8 inch nhỏ gọn, vừa cầm tay luôn á. Nói chung dòng máy tính bảng em là lên mạng suốt là 6-7 tiếng đồng hồ mới hết pin nha. Còn không xài dục đó từng lễ 10 bữa là nó cũng giật bao nhiêu phần trăm thôi. Máy cầm pin nha, pin con trâu nha cả nhà. iPad mini 1 16GB, cây này xào sim nha. Em tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok này cả nhà. Tại vì có nhiều khách không biết tải cho nên em tải sẵn. Em tải tất cả các ứng dụng máy sạch không vướng tài khoản nha. Rồi mini 1 cây này 16GB xài sim. Giá 1.100.000 cho cô bánh chị nha. 1.100.000. Full chức năng nha, hát karaoke là 6-7 tiếng đồng hồ nha.
dụng là em tải sẵn rồi, mình chỉ về mình đăng nhập mình xài thôi nha cả nhà. Rồi 1.100.000 mini 1 xài sim 8 inch nhưng cả nhà full chức năng hết nha. Nói chung khách nào có mua máy em á, mình không biết cái gì thì cứ liên hệ em hỗ trợ nha, em hỗ trợ từ A tới Z hết nha, em tư vấn cho cô anh chị hết. Rồi cây này cũng mini 1, em cũng tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok. Cây hồi nãy xài sim là màu bạc nha, cây này màu xanh đen, cũng tải sẵn tất cả các ứng dụng luôn, máy sạch không vướng tài khoản luôn, full chức năng luôn, xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, hát karaoke, đánh game được luôn nha cả nhà. Bên em bán hàng là cho xem hàng trước lúc nhận hàng, tình trạng sao báo hết nha. Cây này mini 1 không xài sim, 16GB luôn, full chức năng luôn, 950.000 cho cô bánh chị nha, 950.000. Rồi tiếp theo iPad 4, iPad lúc nào cũng có nha cả nhà, 32GB, 16GB nha, 64GB. Rồi em review cây này 32GB trước nha, máy đẹp trên 80%, 90% luôn nha, không chạy sức nhiều nè. Còn khách nào có nhu cầu mua ốp da cứ liên hệ em, thường em mua 120, 130, em lấy của bán chị 100.000 thôi nha, còn 20.000, 30.000 thì em hỗ trợ. Rồi cây này là iPad 4 xài sim 32GB full chức năng luôn, máy sạch không vướng tài khoản nha cả nhà, 10 inch luôn, hát karaoke cũng 6-7 tiếng đồng hồ không hết pin, dục đó 6-7 tiếng đồng hồ mới hết pin nha, còn không xài dục đó một tuần lấy 10 bữa rồi giật khoảng 30% hoặc mười mấy phần trăm thôi, nó không có hết pin hoài để mình sạc cực, có sao em nói vậy nha. Rồi iPad 4 32GB xài sim giá 1.600.000 cho cô bánh chị luôn nha, đẹp trên 80%, full chức năng hết nha. Còn cây này là 32GB không xài sim luôn, 1.500.000 nha. Khách nào có muốn tới chỗ em mua hàng không biết đường đi thì cứ liên hệ em chỉ đường, không em rước nha. Rồi cây này 32GB nè, 32GB không xài sim thì 1.500.000 nha, cũng 10 inch nha cả nhà, máy sạch không vướng tài khoản luôn. Nói chung giờ khách mình á cũng rành về công nghệ lắm, cho nên á cái dòng mà em bán là trái táo á, iPhone trái táo này kia là không vướng tài khoản, em mới nhập về bán chứ vướng tài khoản em cũng nhập về bán nha. Rồi cây này 32GB không xài sim 1.500.000 cho cô anh chị luôn nha. Điện thoại này em về nhiều, tất cả các dòng nhiều lắm, màn hình cong này kia luôn, 6S, 7S này kia màn hình cong, iPhone 6 lút, 12, 13 Pro Max, 14 Pro Max luôn nha. Rồi tiếp theo iPad 4 nữa nha, 16GB không xài sim, màn hình 10 inch luôn, cũng tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, full chức năng luôn, đánh game luôn nha cả nhà, đánh game luôn, đánh xe mềm xèo. Rồi 16GB không xài sim là 1.400.000 nha, đẹp trên 80%, 90% luôn, cho xem hàng trước lúc nhận hàng luôn nha, máy sạch không vướng tài khoản luôn, full chức năng. Rồi cây này 16GB xài sim nè, không chạy sức nhiều luôn nha cả nhà, đây không chạy sức nhiều luôn, bóng cây nó dạ, chiều xe cộ qua lại ồn, cả nhà thông cảm giùm em nha. Rồi iPad 4 cây này là 16GB xài sim là 1.500.000 cho cô bánh chị luôn nha, full chức năng luôn. Rồi em review điện thoại nha cả nhà, máy tính bảng lúc nào cũng có hết nha. Điện thoại em tầm bán tầm giá 4-500 tới 2 triệu, 2 triệu mấy, 3 triệu đổ lại nha, tùy theo khách mua nha. Khách mua dòng nào cũng có, rẻ tiền cũng có, tầm trung cũng có, giá cao cũng có nha, dòng cao. Hình thức bán hàng bên em là cộng giùm em 100k, có tài khoản chuyển khoản giùm em, không có tài khoản cọc cạc điện thoại dẫn đường hoặc có Momo nha. Cọc xong cô bán chị cho em tên, địa chỉ, số điện thoại, em ship trừ cọc ra, cọc là hình thức không bị bơm hàng nữa nha cả nhà. Còn khách nào mua hàng kênh nào mất tiền cọc em không biết nha, mua hàng kênh Thí An TV không mất đồng nào nha, em chưa từng lấy cọc của ai hết nha. Cọc 200k trở lên thì em bao ship nha, còn khách chuyển khoản 500k hoặc chuyển khoản hết thì em có nhiều cái chương trình ưu đãi riêng cho khách nha cả nhà. Thường ở miền Tây là hôm nay ship ngày mai tới nha, miền Bắc thì tầm 3 ngày giùm em, đa phần em ship nhanh cho các anh chị. Em chuyên Samsung máy tính bảng Oppo nha. Rồi Oppo trước đi, Oppo A52 màn hình 6.5, em test camera cho cô bánh chị nè, chắc này bóng cây nó còn dạ, còn hơi chói nắng, cả nhà thông cảm giùm em nha. Oppo A52 màn hình 6.5, pin 5000,
RAM 8 128GB, máy đẹp gần 90% nha, A52, xanh đen, full chức năng. 2.300.000 cho cô bánh chị luôn nha, A52 2.300.000. Full chức năng hết nha cả nhà. Em tách chuông âm lượng cho cô bánh chị nè. Bộ A52 giá 2.300.000 cho cô bánh chị luôn. Rồi tiếp theo Samsung A21s, cây này phiên bản đặc biệt nha, màn hình 6.5, pin 5.000, cây này là RAM 6 nha. Em test âm lượng cho cô bánh chị luôn, full chức năng nha. RAM 6 64GB, A21s. Cây này nó sẽ thường thường là RAM 3 32 thôi, nhưng mà cây này phiên bản đặc biệt A21s, pin 5.000, chu sạc tai xi, RAM 6 64GB, giá 2.000.000 cho các anh chị. Android 12 chấm này mình mua về mình làm TikToker vẫn được nha, full chức năng luôn. Máy đẹp gần 90% nha, A21s, máy màu xanh, 2.000.000, RAM 6 64GB, đẹp trên 90% nha. Rồi G7 RIM, màn hình 5.5, RAM 3 32GB, xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, full chức năng nha, máy đẹp trên 90% luôn nha. Khách nào có nhu cầu xem hình các bạn Zalo em gửi hình nha. Cô bác anh chị nhớ đăng ký kênh để có nhiều video mới xem và mua được nhiều dòng điện thoại ủng hộ em. Em cảm ơn cả nhà. G7 RIM 950.000 cho cô bác anh chị luôn, RAM 3 32GB, G4 luôn, màn hình 6 chấm nha, G4 màn hình 6 inch, xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, đánh game liên quân được luôn. Giá 1.000.000 nha, G4 giá 1.000.000. Android 8 chấm. Rồi tiếp theo A70 chạy con chip Mỹ nha, màn hình 6.5, pin 4.500, RAM 6 128GB, máy màu xanh, cây này tặng ốp lưng, dây sạc nha cả nhà, bên em chỉ tặng dây sạc không có con cốc nha. A70 2.600.000 cho cô anh chị luôn, chạy con chip Mỹ nha, màn hình 6.5, pin 4.500, đẹp trên 90%, không chạy xước nhiều, 2.600.000. Rồi sẵn review A51 luôn, A51 màn hình 6.5, pin 4.000, màn LED nha, RAM 6 128GB, máy đẹp trên 90% nha, full chức năng luôn, máy màu trắng tặng ốp lưng dây sạc, 2.700.000 cho cô bánh chị luôn. A51 tặng ốp lưng dây sạc, đẹp trên 90%. Em có 2 cây nha, nói chung mấy cái dòng này em bán được cho em nhập lần 2 cây nữa. A51 2.600.000 luôn, 2 cây bằng giá luôn nha cả nhà, cũng RAM 6 128GB luôn. Camera trước, camera sau, máy màu trắng nha, 2.600.000. Rồi Thế An xin kết thúc video này, mong quý cô anh chị xem clip của Thế An cảm thấy hay, nhấn chuông đăng ký kênh, chia sẻ giùm em để em có động lực làm nhiều clip hay, cả nhà xem bán được nhiều dòng điện thoại cho cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ bên gia đình.